sáng sáng màu trắng như vì sao cuối đầu ngủ yên vô đêm nhiều lần suy tư ghi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn mây đêm là mùa trong gầy cho nên còn trước thềm ngàn người vu vơ vì người hay mơ dòng đời như thơ. Chất âm khá khỏe, dài dặn, đấy là đặc trưng của Bom Ly này. 570 màu vàng chanh nhạt, đánh loa A B. Các bạn để chế độ sitte và đây là bass chép nha. Lao lướt này. Nó ra chất âm như này cũng không có gì lạ bởi vì con Âm Ly này cửa hàng bán khá nhiều anh em nhé. Bởi vì cái cấu tạo nội thất của nó khủng thật sự, cái nguồn to lắm, hai tụ lọc to, tản nhiệt dài và chơi sò than hai vít. Sò than hai vít là sò than rất quẩn. Chuyển sang một loại nhạc khác này. Với cái đôi loa kia nó đánh nhẹ nhàng anh em nhá, một đôi loa to như vậy đánh nhẹ nhàng. Đã bảo các bác là nó đánh loa S90 đơn giản mà. Ngoài việc loa S90 người ta dùng Technic ghép thì người ta có thể ghép con này này, con 8800 mắc đôi này hoặc 8900 này, những con Âm Ly đó. Nắp tre là đẹp, xuất sát tí tí là đẹp, là có. Nhưng với cái giá 3.500.000 đồng, anh em để ý cái điều đó nhá. Và hàng đang hoạt động hoàn hảo, hoạt động tốt anh em nhá. Tiếng trong rõ, bát chép đầy đủ, cân loa đầy đủ, lao lướt đầy đủ. Hàng bao test anh em 2 tuần, lỗi cửa hàng sẵn sàng đổi hoặc bảo hành cho các bác. 2 tuần là một thời gian rất dài để các bác test một sản phẩm điện tử anh em nhá. Một sản phẩm điện tử chỉ cần thời gian 2-3 tiếng các bác chạy liên tục, nó lỗi ngay. Đó, đấy là đặc trưng. Tôi kể người nghe một chuyện tâm, nửa đêm giá lạnh bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Lòng đêm dài gạt xuống biên thủy một cơn gió vẫn khơi chuyện ngày qua nhớ lúc xa. Chất âm dày dặn rất dài, em tuổi đẹp chân rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương phong kim. Anh em có các dòng loa Nhật, loa Mỹ, giả sử loa Nhật như Onkyo, Diatone, Yamaha, Pioneer, Sansui, Sony được hết. Lý do tại sao tôi dám bao các bác như vậy bởi vì một con Âm Ly này nó cũng là thuộc dạng Âm Ly hay trong tầm tiền. Và cái nội thất nó khủng, nó khỏe nên nó sẽ làm được điều đó. Chứ không phải chuyện một đôi loa nó chỉ chăm là chỉ ghép được 1-2 cái Âm Ly. Nếu bác nào đã chơi nhiều thì sẽ hiểu ngay điều tôi nói. Thất bao đêm làm thơ rồi đời chờ. Mưa trắng đêm vào khung cửa nhỏ nở thẳng. Chuyển sang đường tuner này. Thank you.
giờ sẽ cho anh em xem nội thất cũng như là mặt bên dưới.